ก็ช่วยกันฮัลโหลสวัสดีครับทุกบ้านตัวนี้มีงานสตีวิวทุกบ้านนะมีงานสตีซอยคอนเสิร์ตแมนเห็นบ่เช้าวันนี้5โมงที่บนท้องฟ้าฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่ได้ฝนตกหนักเลยทีจับตัวน่ะเสียงแมนเคี้ยวรึละเยอะแล้วเดี๋ยวมีจะเลยเด็ดถ่วงครับบ่ได้ถ่วงถ่วงจะดีจัดลูกคนเสียงแมนก็ละมีซอยให้น้องเคี้ยวก็ละมีจะเลยถ่วงให้จัดลูกของน้องรอครับบ่นะไปตามมาเนี่ยรอโอเคนี่เท่าไหร่เจ้าแมนเคี้ยวเหนียวลงไปน่ะรัดเหนียวเลยtrúng đầu cụt đầu chết ngã các bạn ạ cụt đầu To lắm các bạn ạ, dễ thật. Đây, con nữa này. Này, tìm khó quá, gốc cây này. Con này tưởng không được rồi, nhiều lắm các bạn ạ. Ok, đây nhiều lắm các bạn ạ. Các bạn à, cái soi thì chập tối là đi nhé, về khuya khuya thì nó không kêu nữa là không được đâu các bạn ạ. Tầm 7-8 giờ là đi là có rồi. Trời mưa xuống ấy, nhất là trời mưa xuống sang tạnh buổi tối là nó ra nhiều lắm,
kêu nhiều ấy. Chết rồi. Thủng đít. Đây cái tầm bây giờ là 8 giờ kém. Cái tầm này nó ra nhiều lắm các bạn ạ. Còn về khuya khuya thì nó đi ngủ mất. Ổi rụng. Giờ xin mời các bạn nhé. Tanh hay bẩn thì dế này, dế chuỗi này các bạn, dế nhỏ hơn dế mèn, dế chân này, đây, à, còn ơi, nhiều lắm, nghe. Gọi thì ăn cơm các bạn ạ, nhưng mà đang mê quá. Khi các bạn chặn thì các bạn chặn bên đằng đầu nó nhé các bạn nhé. Đây. À, ok. Phải nhanh nhé các bạn nhé. Nhanh thì ăn được nó. Khi chúng ta đi thì chúng ta phải đi rất nhẹ nhàng. Để thấy rồi chúng ta rất phải nhanh, dứt khoát. Đấy, dứt khoát thì này. Thì rất nhẹ nhàng, nếu mình tạo tiếng động mạnh quá thì nó lại chui vào mất. Đây. Đây, mưa này đất rất là mềm các bạn ạ, khi chúng ta chọc thì rất là dễ luôn. Con kêu ở dưới chân không thấy này. Đây rồi. Đây rất dễ luôn. Nó chui vào rồi. Đấy. Đúng vào đầu nữa. Ê, đau quá. Mình thấy con này mình đào lấy nhé các bạn nhé. Đây mình vừa đào xong. Đuôi nó ra. Đây. Đào một tí này.
cụt đầu các bạn ạ. Đây đầu nó. Con nó kêu ở trong kia nhưng mà nó rậm quá các bạn ạ. Rồi bỏ qua. Để con góc như thế này. Đây, chiều nay mưa to quá các bạn ạ. Ngày nước lũ này. Ở bản mình có một con suối nhỏ như thế này. Đây nước lũ như này. Ồn quá các bạn ạ. Cảnh suối. Úi dồi ôi. Đứng vào gốc nhãn. Dưới này là ruộng này các bạn ạ. Nhảy. Trúng hòn đá. Trượt các bạn ạ. Rồi, đây mình vừa đào này các bạn ạ. Này trượt. Đây đào được rồi. Đây chuối này. Đấy các bạn ạ. Ok. Đây các bạn phải chuẩn bị cái giỏ như này nhé các bạn nhé. Cho vào nó dễ. Đây cái giỏ. Làm cái thủng. Đến lúc nào mình chọc trượt ấy thì mình đào luôn cho hết thoát luôn. Chỗ này rậm quá, nhìn tìm không thấy các bạn ạ. Bây giờ nó chui vào lỗ rồi, mình sẽ đào nhé các bạn nhé. Đây lỗ này, đây đào thấy rồi các bạn. Cái này không đi sâu, chỉ mới phát đào này. Đây các bạn. Ok. Đây. Đây rồi. Đấy. Rồi mình đã được nhiều rồi. Hôm nay cũng muộn rồi thì ngày mai trưa mai mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chế biến món như thế nào thì
rồi các bạn đợi xem chiều mai nhé các bạn nhé. Rồi ok, xin chào các bạn. Rồi mình về đây. Tết hình quả của mình tối hôm qua đấy các bạn này, đã được rất nhiều, đã được tầm 2 đĩa. Bây giờ này mình sẽ chế biến món xào xả ớt nhé các bạn nhé, hoặc là nấu với xào với nước măng chua các bạn, ngon lắm. Xào xả ớt cũng được, xào nước măng chua cũng được, hoàng giang cũng được. Đây thành quả tối hôm qua của mình đây. Mình định trưa nay là sẽ chế biến nhưng mà do bận quá thế tối nay mình mới chế biến. Bây giờ mình rửa sạch đi, xong là tí mình sẽ lột hết ruột nó ra, bỏ hết ruột đi, bỏ cánh đi, nhưng mà mình sẽ làm sạch đi, xong sẽ chế biến món nữa các bạn nhé. Đây mình sẽ bóc và lột ruột nó ra nhé các bạn nhé. Đây phần đầu có cái dạng này, ruột là bụng của nó. Đây, bỏ những cái này đi. Đấy, xong rồi bỏ ruột. Đây. Bây giờ đã xong. Xong là tí mình làm cái này rồi mình sẽ rửa sạch đi nhé các bạn nhé. Rồi đây để gần một bát tô các bạn ạ. Rồi mình làm như này xong rồi, rút ruột xong rồi chúng ta sẽ rửa sạch nhé các bạn nhé, rửa thật kỹ vào, rửa sạch sạch sẽ vào. Rồi chúng ta sẽ chế biến, sẽ nấu với nước măng chua các bạn ạ, thấy ngon lắm. Cho nước măng chua vào để nấu lên nó khử mùi, xong là chúng ta rang làm sao cho nó cạn hết nước măng chua ấy. Đấy, cho nó khô khô, xong là ăn rất là ngon. Đây mình rửa rất là kỹ rồi nhé các bạn nhé, mấy nước ấy. Rồi mình đảo qua như này. Đấy, tí cho muối mình chín vào, đảo qua. Đây mình đảo như này cho nó khô khô một tí, xong mình sẽ đổ nước măng chua vào nhé các bạn nhé. Nếu măng chua thì nếu mà mình cho măng chua vào thì mình sẽ không cho các gia vị khác nữa, ví dụ như mắc khén thì không cho vào được, sả không cho vào được, bởi vì nước măng chua với mắc khén sả này nó mùi nó không hợp vị nhau. Mình cho chỉ cho tí ớt bột thôi các bạn. Tí nữa mình cho tí ớt bột vào.
Đây, mình cho ớt bột rồi. Mình rang cho nó khô nước đấy nhé các bạn nhé. Tí mới đổ nước mắm chua vào nhé. Món này có lon bia thì ngon. Đấy, ngoài trời trên mình bây giờ đang mưa nhé các bạn nhé, mưa rất là to. Mình cũng định tối nay lại đi soi tiếp nhưng mà trời mưa bây giờ chưa tạnh, nó to lắm các bạn. Đây đã khô nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nước măng chua vào nhé. Nước măng chua này măng chua mới mình chưa khô các bạn. Măng chua mới mình mới làm được 2 tháng rồi, mình chưa kịp khô nữa. Nhưng mà nước măng chua khô kia nó ngon hơn. Nhưng mà các bạn làm món nó chua hơn thì các bạn cho nhiều, còn các bạn không thích chua mấy thì cho vừa vừa thôi. Nhưng mà mình thích hay ăn chua này, mình sẽ cho vào cho nhiều. Rồi mình sẽ đợi đến khi nào nước măng chua này cạn ấy, cạn và nó khô ấy thì là xong các bạn ạ, là ăn được. Đây, món của mình đã xong nhé các bạn nhé. Đây các bạn này. Thế lúc nãy mình cho nước măng chua nhiều quá các bạn ạ. Vợ mình không ăn được, vợ mình phải tách riêng ra xong là rửa lại. Đây, bên đĩa này, đĩa bên vợ không ăn được chua. Bởi vì mình không ước lượng được quá chua các bạn, còn nước măng chua nó chưa khô ấy. Thì đây đĩa này là siêu chua, đĩa này là vừa mình rửa đi rồi, để rang lại. Giờ mình trộm ăn vụng thử một con nhé. Oh no! Rồi mình mời các bạn nhé. Đây ngon lắm. Ăn rất giòn các bạn, giòn thơm ngon chua ngậy béo.